Chào các em, như đã biết, hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Học hóa là học về các chất, vậy làm sao học hết được hàng chục triệu chất khác nhau? Các nhà hóa học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận tiện cho việc nghiên cứu. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất. Chúng ta cùng tìm hiểu bài 6 với 3 nội dung chính: đơn chất, hợp chất và phân tử. Đơn chất là gì? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời thông qua việc tìm hiểu các chất sau: khí hydrogen, sulfur hay còn gọi là lưu huỳnh, sodium, aluminium hay còn gọi là nhôm. Khí hydrogen được tạo từ nguyên tố hydrogen. Sulfur được tạo thành từ nguyên tố sulfur. Sodium được tạo thành từ nguyên tố sodium. Aluminium được tạo thành từ nguyên tố aluminium. Chúng ta thấy những chất trên đều được tạo thành từ một nguyên tố hóa học và chúng đều được gọi là đơn chất. Vậy đơn chất là gì? Đó là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Thường tên của đơn chất trùng với tên của nguyên tố, trừ một số rất ít trường hợp. Một số nguyên tố có thể tạo nên 2-3 dạng đơn chất. Ví dụ, từ nguyên tố carbon có thể tạo nên than chì, than muội hoặc là kim cương. Chúng ta đều biết sắt, đồng, thủy ngân đều có ánh kim dẫn được điện và nhiệt. Chúng đều là đơn chất kim loại. Còn chlorine, phosphorus hay rơm không có ánh kim, không dẫn được điện và nhiệt. Chúng là đơn chất phi kim. Từ đó, chúng ta biết đơn chất có thể được chia thành hai loại là đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. Đơn chất kim loại đều có ánh kim dẫn được điện và nhiệt, còn đơn chất phi kim thì không có những tính chất này, trừ than chì dẫn được điện. Các em lưu ý, thủy ngân là kim loại ở trạng thái lỏng trong điều kiện bình thường. Tóm lại, cần nhớ, đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Ví dụ, đơn chất kim loại như aluminium hay còn gọi là nhôm, copper hay còn gọi là đồng, iron, sắt. Đơn chất phi kim có thể tồn tại ở cả ba trạng thái: khí, rắn hoặc là lỏng. Chúng ta có các đơn chất phi kim như oxygen, sulfur, carbon, vân vân. Đặc điểm cấu tạo của đơn chất là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần tiếp theo. Nhìn vào mô hình tượng trưng một mẫu kim loại đồng, chúng ta thấy trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định. Còn khi quan sát mô hình tượng trưng một mẫu khí hydrogen và mẫu khí oxygen, thì chúng ta thấy trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2. Đó cũng chính là đặc điểm cấu tạo của đơn chất. Các em ghi nhận lại. Hợp chất là gì? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu thông qua sodium lauryl, tên thường gọi là muối ăn, và sulfuric acid. Muối ăn được tạo thành từ hai nguyên tố Na và Cl. Sulfuric acid được tạo thành từ ba nguyên tố H, S, O. Chúng tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Những chất như thế được gọi là hợp chất. Vậy, hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Chúng ta ghi nhận lại. Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Hợp chất được chia thành hai loại là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Hợp chất vô cơ ví dụ như là nước,
muối ăn, sulfuric acid, hợp chất hữu cơ ví dụ như là methane, glucose, ethanol, vân vân. Đặc điểm cấu tạo của hợp chất là gì? Quan sát mô hình tượng trưng một mẫu nước lỏng và mô hình tượng trưng một mẫu muối ăn, chúng ta thấy trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định. Thật vậy, để tạo nên một mẫu nước, cứ hai nguyên tử hydrogen lại liên kết với một nguyên tử oxygen. Khi nối tâm của ba nguyên tử lại với nhau thì chúng ta sẽ được một đường gấp khúc. Còn ở mẫu muối ăn, cứ một nguyên tử sodium sẽ liên kết với một nguyên tử chlorine. Đây chính là đặc điểm cấu tạo của hợp chất. Các em ghi nhận lại. Phân tử nước là gì? Phóng to một mẫu nước, người ta thấy nước được tạo thành từ vô số các hạt giống nhau. Các hạt này đều có hai nguyên tử hydrogen liên kết với một nguyên tử oxygen. Người ta gọi đây là hạt hợp thành nước. Các em chú ý, các hạt hợp thành nước đều có tỷ lệ số nguyên tử H và O là 2:1 và hình gấp khúc. Chúng đồng nhất như nhau về thành phần và hình dạng, vì vậy chúng có tính chất hóa học như nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của nước. Do đó, với hạt hợp thành chất, người ta nói mỗi hạt thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất là đại diện cho chất về mặt hóa học và được gọi là phân tử. Tiếp tục xét hạt hợp thành nước này. Cứ hai nguyên tử hydrogen lại liên kết với một nguyên tử oxygen, tạo thành một phân tử nước. Vậy, phân tử gồm một số nguyên tử liên kết với nhau. Tóm lại, để định nghĩa phân tử, chúng ta có các ý sau. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Các em hãy ghi nhận ý này lại. Lưu ý, phân tử là hạt hợp thành hầu hết các chất, nhưng với đơn chất kim loại, nguyên tử là hạt hợp thành và có vai trò như phân tử. Điều này dễ dàng nhận thấy khi chúng ta quan sát mô hình tượng trưng một mẫu kim loại đồng. Tất cả các nguyên tử đồng liên kết với nhau tạo thành mẫu đồng. Phân tử khối là gì? Tính phân tử khối như thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Phân tử khối là khối lượng của phân tử và được tính bằng đơn vị carbon. Xét phân tử nước, phân tử oxygen, phân tử muối ăn. Ở phân tử nước, cứ hai nguyên tử hydrogen lại liên kết với một nguyên tử oxygen. Mà nguyên tử khối của hydrogen là 1 và nguyên tử khối của oxygen là 16. Khối lượng của một phân tử nước sẽ bằng khối lượng của hai nguyên tử hydrogen cộng với khối lượng của một nguyên tử oxygen, tức là 2 nhân 1 cộng 1 nhân cho 16 bằng 18. Đây chính là phân tử khối của nước. Tương tự như vậy, xét với phân tử oxygen. Phân tử oxygen được tạo thành từ hai nguyên tử oxygen, mà một nguyên tử oxygen nặng 16 DVC. Vậy, khối lượng một phân tử oxygen sẽ bằng khối lượng của hai nguyên tử oxygen. Lấy 16 nhân 2, chúng ta được 32 DVC. Đây chính là phân tử khối của oxygen. Cuối cùng, với muối ăn. Một phân tử muối ăn gồm có một nguyên tử Na và một nguyên tử Cl. Nguyên tử khối của Na là 23, nguyên tử khối của Cl là 35,5. Vậy khối lượng một phân tử muối ăn sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử Na cộng với khối lượng của một nguyên tử Cl. 23 cộng 35,5 là được 58,5.
Đây chính là phân tử khối của muối ăn. Tóm lại, phân tử khối là khối lượng của phân tử được tính bằng đơn vị carbon và nó sẽ bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử đó. Như vậy, để tính được phân tử khối của chất, chúng ta cần biết hai thông tin. Thứ nhất là số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất. Thứ hai là nguyên tử khối của nguyên tố tạo nên chất. Các em ghi nhận lại nội dung chính. Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị carbon bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử. Ví dụ, phân tử oxygen được tạo thành từ hai nguyên tử oxygen. Vậy, phân tử khối của oxygen sẽ bằng khối lượng của hai nguyên tử oxygen. Một phân tử nước gồm có hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Nên, phân tử khối của nước sẽ bằng khối lượng của nguyên tử hydrogen nhân 2 cộng cho khối lượng của một nguyên tử oxygen. Còn phân tử muối ăn gồm có một nguyên tử Na và một nguyên tử Cl, nên phân tử khối của muối ăn sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử Na cộng khối lượng của một nguyên tử Cl. Trạng thái của chất là nội dung khuyến khích học sinh tự đọc ở sách giáo khoa trang 26. Khi chất ở trạng thái rắn, các hạt nguyên tử hay phân tử sẽ sắp xếp khít nhau và dao động tại chỗ. Còn ở trạng thái lỏng, các hạt ở gần sát nhau và chuyển động trượt lên nhau. Còn ở trạng thái khí hay là hơi, thì các hạt rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn về nhiều phía. Sau khi đã nắm vững lý thuyết thì các em sẽ bắt đầu vào phần bài tập sách giáo khoa. Sau đây là phần hướng dẫn. Bài 3 sách giáo khoa trang 26. Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất. Chúng ta có 6 chất. Để phân biệt chất là đơn chất hay hợp chất, các em cần dựa vào số nguyên tố tạo nên chất. Nếu có một nguyên tố tạo nên chất thì đó là đơn chất, còn có hai nguyên tố trở lên tạo nên chất thì đó là hợp chất. Từ đó, nhìn lại thông tin đề bài cho, chúng ta dễ dàng xác định được phosphorus và magnesium là đơn chất vì tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Còn những chất còn lại là hợp chất vì tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Bài 6. Yêu cầu tính phân tử khối của carbon dioxide, methane, nitric acid, potassium permanganate. Làm thế nào tính được phân tử khối của chất? Chúng ta cần biết hai thông tin. Thứ nhất là số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất. Thứ hai là nguyên tử khối của các nguyên tố tạo nên chất. Nguyên tử khối chúng ta có thể dễ dàng tìm trong sách giáo khoa trang 42. Khi làm kiểm tra, đề sẽ luôn luôn cho nguyên tử khối, do đó các em không cần học thuộc nguyên tử khối. Bây giờ xét phân tử carbon dioxide hình 1.15. Được tạo thành từ hai nguyên tố carbon và oxygen. Trong một phân tử carbon dioxide có một nguyên tử carbon và hai nguyên tử oxygen. Vì vậy, phân tử khối của carbon dioxide sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử carbon cộng khối lượng của hai nguyên tử oxygen. Do đó, chúng ta có 12 cộng 2 nhân 16 bằng 44. Tương tự như vậy, khí methane phân tử gồm có một nguyên tử C và bốn nguyên tử H, nên phân tử khối methane sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử C cộng
khối lượng của bốn nguyên tử H. Nitric acid phân tử gồm có một nguyên tử H, một nguyên tử N và ba nguyên tử O. Do đó, phân tử khối của nitric acid sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử H cộng khối lượng của một nguyên tử N cộng khối lượng của nguyên tử oxy nhân cho 3. Còn thuốc tím, phân tử gồm có một nguyên tử K, một nguyên tử Mn và bốn nguyên tử O. Vậy, phân tử khối thuốc tím sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử K cộng khối lượng của một nguyên tử Mn cộng khối lượng của bốn nguyên tử oxy. Bài 7. Yêu cầu so sánh phân tử khí oxygen nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí methan. Để so sánh sự nặng nhẹ giữa các phân tử, chúng ta cần tính phân tử khối. Do đó, đầu tiên mình sẽ tìm phân tử khối của oxygen, phân tử khối của nước, phân tử khối của muối ăn và phân tử khối của methan. Từ đây, chúng ta thấy phân tử khối của oxygen là 32, phân tử khối của nước là 18. Kết luận, phân tử oxygen nặng hơn bằng 32 phần 18, tức là gần bằng 1,78 lần phân tử nước. Tương tự, phân tử khối của oxygen là 32, phân tử khối của muối ăn là 58,5. Vậy, phân tử oxygen nhẹ hơn bằng 32 phần 58,5, tức là gần bằng x lần phân tử muối ăn. X các em tự tính. Cuối cùng, phân tử khối của oxygen là 32, phân tử khối của methan là 16. Kết luận, phân tử oxygen nặng hơn bằng 32 phần 16, tức là bằng 2 lần phân tử methan. Bài học kết thúc. Để quá trình tự học có hiệu quả, yêu cầu các em thứ nhất phải nghe giảng đầy đủ. Thứ hai, ghi chép nội dung chính. Thứ ba, ghi nhớ kiến thức trọng tâm. Trọng tâm của bài học hôm nay là phân biệt được đơn chất và hợp chất và tính được phân tử khối. Sau đó, thực hiện bài tập rèn luyện. Yêu cầu các em làm bài tập 3, 6, 7, sách giáo khoa trang 26. Kết thúc bài học, chúc các em học tốt.